nam chính là một dũng sĩ của đế quốc vì đam mê bộ môn chọc chó mà cậu thường xuyên ao nhây với mấy con quái vật mỗi khi làm nhiệm vụ cậu rút kiếm ra chuẩn bị múa vài đường cơ bản để tiễn con rắn này lên bảng đếm số thì không may bị sảy chân rơi xuống một cái hố khi tỉnh dậy nam chính nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình cậu mở mắt ra thì trước mặt là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim thế rồi cô gái đó đột nhiên hôn lên trán của cậu khiến cậu vô cùng bất ngờ chẳng lẽ số đào hoa của ta đến rồi sao nếu người đẹp đã chủ động như thế mà mình còn không hút thì thật là bất lịch sự quá mà. Khi nam chính đang chuẩn bị vào việc luôn thì cậu chợt nhận ra mình đã bị biến thành một đứa bé, đôi tay nhỏ xíu thế này thì sao mà làm ăn gì được. Sau đó cậu nghe thấy cô gái cất tiếng nói dịu dàng. Aren con yêu của mẹ, chắc là con đói rồi phải không? Bây giờ thì nam chính mới nhận ra mình đã chuyển sinh thành một đứa trẻ tên là Aren còn người phụ nữ kia chính là mẹ của cậu. Thực ra Aren khá là quen thuộc với chuyện này vì ở kiếp trước cậu đã từng chuyển sinh rất nhiều lần nên quá là điều bình thường luôn. Lúc này Aren đã bình tĩnh lại, nhìn qua một lượt thì cậu phát hiện căn phòng này được trang trí giống với phong cách của thời trung cổ ở phương Tây. Aren có chút thất vọng vì nơi sống an nhàn nhất chính là thế giới khoa học, mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi và cực kỳ xịn sò nhất là phòng vệ sinh phải có vòi xịt đít chứ ở thời cổ đại thì có cái nhịt. Trong phòng ngoài người mẹ thì Aren còn phát hiện bên cạnh có một cô hầu gái khá là dễ thương. Nhìn qua qua thì cậu đã đi đến kết luận mình đang sống trong một gia đình quý tộc phong kiến châu Âu. Tuy là không có vòi xịt đít nhưng ít ra thân phận hiện tại của Aren vẫn là cậu cả đại thiếu gia nhìn đôi mắt chiều mến của cô gái đang bế mình trên tay aren biết rằng đây là một người mẹ với tình yêu thương dành cho con vô bờ bến vì chuyển sinh nhiều nên aren đã gặp đủ các thể loại mẹ ối rồi ôi luôn trong một lần số nhỏ aran đã bị mẹ ruột vứt bỏ ngay từ khi mới sinh ra một lần khác thì bị mẹ xem như công cụ kiếm tiền mỗi ngày phải làm việc sấp mặt lúc này aren chợt nghe thấy hầu gái gọi mẹ của mình là phu nhân livana và gọi cậu là hoàng tử thì ra không lâu trước đây mẹ của aren cũng chỉ là một hầu nữ nghe xong aren đã hiểu thân phận của mình là hoàng tử nhưng lại có mẹ là thường dân theo luật lệ của giới quý tộc ở vương triều phong kiến hoàng tử có xuất thân thấp kém sẽ không có quyền thừa kế gì cả thấy tâm trạng của mẹ không được tốt nên aren đã vươn bàn tay nhỏ bé gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt của bà điều đó đã khiến phu nhân livana dễ chịu hơn rất nhiều trong lòng aren vốn chẳng quan tâm đến việc thừa kế ngai vàng vì trong một trăm linh một cuộc đời mà cậu luân hồi thì đây đã là một nơi cậu có thể sống rất tốt rồi Ít ra thân phận hoàng tử dù không có thực quyền nhưng cái ăn cái mặc trong cuộc sống sẽ không phải lo. Mỗi ngày ăn no chờ chết cầu tại hoàng cung mới là vương đạo. Cơ mà Aren chợt nhớ lại mấy bộ phim vương triều tranh bá lúc trước mà mình đã xem. Một hoàng tử mà không có gì nổi trội trong một cuộc sống đầy rẫy những tranh giành đấu đá trong chốn hoàng gia thì khả năng rất cao là sẽ phải nhận cơm hộp ngay từ những tập đầu tiên. Không có quyền thừa kế thì chẳng khác nào một phế vật không có ai ủng hộ, không có quyền lực trong tay thì sẽ chẳng có gì để bảo vệ bản thân và những người bên cạnh. Ba tháng sau Aren đã hoàn toàn quen với cơ thể mới cậu bắt đầu tu luyện dựa vào những kinh nghiệm được tích lũy từ vô số cuộc đời trước đó. Ở thế giới nào cũng vậy sức mạnh chính là chân lý tối thượng, chỉ cần bạn là người mạnh nhất xe vừa thì chẳng có bố con thằng nào dám đụng đến bạn cả. Phương pháp giúp Aren có được sức mạnh với cái thân thể em bé này chính là khí công bí kỹ, phương pháp tu luyện mà cậu đã tự sáng tạo ra trong lần tái sinh thứ 30. Nó là một kỹ năng thần thánh cho phép Aren có thể tu luyện đồng thời thiên khí và nguyên khí đặc biệt hơn đó là khả năng vận khí trong hình hài của một đứa trẻ răng chưa mọc và người bình thường sẽ không bao giờ có thể nhận ra điều này. Đây là một bí kỹ cực kỳ bá đạo như nạp lần đầu. Tu luyện đến 10 tuổi thì có công lực của 60 năm, tu luyện đến năm 20 tuổi thì có được công lực của 180 năm. Một pha bật hách quá lộ liễu đến từ vị trí của anh Mên. Lúc này Aren bắt đầu đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Cậu có thể cảm nhận được nguyên khí đang tràn ngập khắp cơ thể, sức nóng của nó khiến đầu óc cậu cho đảo nguồn năng lượng đã đạt tới mức độ cao nhất. Đột nhiên hầu gái tiến vào khiến Aren phải tạm dừng việc tu luyện. Có vẻ như cô ấy định thay tã cho Aren làm cậu toát mồ hôi. Thì ra vào thời điểm này chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là bao nhiêu năng lượng mà cậu vất vả lắm mới tích tụ được sẽ tan biến hết. May mắn là hầu gái thấy Aren chưa cần thay tã nên đã đi ra ngoài. Chờ đối phương khuất bóng bên nhà ta lại tiếp tục tu luyện, ta chỉ kiềm chế một chút thôi giờ thì hãy xem ông đây bùng nổ này. Aren không biết cái cơ thể nhỏ bé này còn chịu được bao lâu nữa nhưng cậu thà chết còn hơn phải sống dưới sự sắp đặt của người khác cậu đã thúc đẩy khí công vận chuyển ở mức độ cực hạn tất cả vì cuộc sống sung sướng của mình về sau trong phòng lập tức vang lên tiếng hét của trẻ con khiến hầu gái vô cùng lo lắng nên lập tức quay lại căn phòng để kiểm tra aren may mắn lúc này aren đã tu luyện xong trên trán của cậu chỉ đổ chút mồ hôi mà thôi hầu gái cũng nghĩ là do cậu quá nóng nên nhanh chóng đi chuẩn bị bồn tắm thảo dược cho cậu tắm xong là người sẽ thấy thoải mái ngay thôi chờ hầu gái đi khỏi thì aren lập tức bật dậy và tỏ ra vui mừng vì cậu đã luyện thành thủy chán siêu cấp sau khi tắm xong quả nhiên thấy cơ thể mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều khiến cậu cười tít cả mắt. Hiện tại mana trong không khí đã bị Aren làm loạn với khí công từ thủy chán siêu tiến hóa của mình, nói cách khác chỉ cần ăn và ngủ thì cậu vẫn sẽ tự mạnh lên thôi. Chỉ cần cho Aren đủ thời gian trưởng thành thì ở trên thế giới này sẽ không còn ai là đối thủ của cậu lúc đó làm trùng cuối xe vờ không ai ngoài cậu. Thật sự là mong chờ đến cái chuỗi ngày mình có thể sống nhàn rỗi như một vị hoàng tử không làm mà vẫn có ăn, thầy huấn mà thấy cảnh này lại trả cay vờ lờ. Năm tháng sau, nhờ vào hiệu ứng của khí công bí kỹ mà thể chất và thiên khí của aren đã được tăng cường cơ thể của cậu cũng phát triển nhanh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa hơn nữa nó còn tự động hấp thu thiên khí mỗi ngày phu nhân livana đi đến bế aren lên và nói có một món quà muốn tặng cho cậu sau đó bà lấy ra một cây lục lạc khiến cậu thầm nghĩ mình sống bao nhiêu đời rồi mà còn chơi cái trò trẻ con này cơ mà vì không muốn mẹ buồn nên cậu cũng phải giả vờ hùa theo là cái này chơi rất vui đúng là làm trẻ con thật sự không dễ dàng mà trong thâm tâm thầm nghĩ mặc dù mình là con nhưng cũng là lão quái sống nhiều năm vậy mà hôm nay lại phải tỏ ra dễ thương để dỗ hai cái tiểu cô nương vui lòng chơi một hồi thì aren bắt đầu cảm thấy đói bụng cái cơ thể trẻ con chít tịt này sao lại nhanh đói vậy chứ mà mình lại không thể nói ra mới cay may mắn là hầu gái đã nhận ra hoàng tử đang đói nên lập tức đi pha một bình sữa nóng cho cậu bú trong lúc uống sữa aren nghe mẹ mình và hầu gái nói chuyện với nhau thì mới biết được ngân quỹ trong cung năm nay lại bị cắt giảm vì không có tiền trả công cho hầu gái nên buộc phải sa thải một vài người thậm chí bữa ăn mỗi ngày của mọi người cũng bị cắt giảm nhưng ngân quỹ vẫn không đủ chi tiêu. Mặc dù tình cảnh khó khăn nhưng phu nhân vẫn cố gắng cho con đầy đủ dinh dưỡng. Hầu gái nói rằng vấn đề đáng lo nhất là mùa đông sắp tới, mùa đông không thể canh tác mà còn phải nuôi thêm một đứa trẻ. Aren nghe vậy thì cũng thấy hơi toang, cứ tưởng làm hoàng tử rồi là sẽ không bị chết đói nữa chứ. Hầu gái muốn phu nhân Livana tìm quốc vương nhưng cô đã từ chối vì cho rằng lúc này quốc vương cũng đang bề bộn chính sự. Điều này khiến Aren có chút tức giận với ông bố chưa từng gặp mặt ở kiếp này của mình dù vất vả thế nào thì cũng phải đi gặp mặt vợ con một lần chứ không lẽ khứa này là một tên cha nam dù có là người vô tình đến đâu đi chăng nữa thì chuyện này cũng không thể chấp nhận được aren suy đoán có thể là những thế thiếp khác của quốc vương đã ngăn cản ông ta gặp mẹ của mình aren không khỏi căm tức khi nhìn người mẹ tội nghiệp trong lòng thầm nghĩ dù bản thân chỉ là một đứa bé thì cậu vẫn muốn giúp mẹ bằng mọi giá buổi tối aren đang ngồi trong cõi suy nghĩ về việc làm thế nào để vượt qua mùa đông năm nay đó mới chính là vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết ngay lúc này Trước hết cần phải có rất nhiều tiền để bổ sung lương thực, mùa đông thì cũng cần nhiều củi khô để sưởi ấm hơn bình thường. Trong lúc đang không biết phải làm thế nào thì đầu cậu đột nhiên nảy số, nếu là thứ đó thì chắc chắn sẽ được thôi. Nhìn cho than ở trong lò sưởi Aren liền nhớ đến carbon. Đá quý được hình thành từ nguyên tố carbon chính là kim cương, mẹ của cậu cũng có một viên. Trong thế giới này đá quý là một loại tài sản có giá trị vô cùng lớn. Vậy là vấn đề đã giải quyết xong nếu không có kim cương thì mình cứ làm một viên thôi. Thường thì than củi không có quá nhiều công dụng nhưng với hoàn cảnh của Aren hiện tại mà nói thì nó đã được xem là nguyên liệu quý giá rồi. Anh Men bắt đầu tự sướng nghĩ được đến cả việc làm kim cương từ than củi mày đúng là thiên tài trăm năm có một đó Aren à. Cậu muốn nhân cơ hội tất cả mọi người ở đây đang ngủ để nhanh chóng làm một viên kim cương. Aren bắt đầu kết hợp nhiệt lượng cùng với mana, nén áp suất lên than củi bằng cách đổ vào đó nhiều mana nhất có thể. Quá trình này rất quan trọng nếu thất bại thì sẽ ủng phí năng lượng mà Aren vừa mới tập hợp lại được. Lúc này Aren nghĩ đến mẹ của mình, Mẹ sẽ không còn đau buồn nữa khi cậu có thể tạo ra một viên kim cương. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng thì cậu cũng đã thành công. Trên tay cậu là một viên kim cương sáng bóng bỏ qua cách nó được tạo ra thì trông cũng khá là ổn áp đó chứ. Kim cương đã làm xong việc còn lại là phải đưa thứ này cho người lớn một cách tự nhiên nhất có thể. Nếu không người ta biết một đứa bé như Aren lại có kim cương thì toang thật sự. Sáng hôm sau hầu gái đến xem Aren thì phát hiện cậu đã bỏ ra khỏi cũi. Cô rất ngạc nhiên một đứa trẻ thậm chí còn chưa với tới được thì sao mà trèo ra khỏi cũ chứ. Thấy gương mặt của Aren dính đầy cho than cô phát hiện lò sưởi ở bên kia đã bị cậu sới tung hết cả lên. Nhìn kỹ lại hầu gái mới nhận ra trong miệng của Aren đang ngậm gì đó. Sợ hoàng tử cho đồ linh tinh vào miệng nên cô lập tức đưa tay nhẹ nhàng lấy ra không ngờ bên trong lại chính là một viên kim cương. Hầu gái vô cùng ngạc nhiên vì cô vốn là quản lý tài chính của nơi này nên chưa từng phát hiện món đá quý nào bị mất. Hơn nữa phu nhân Livana cũng không có viên đá quý nào là kim cương hết cô chỉ cho rằng chính hoàng tử Aren đã mang đến sự may mắn này. Ngay sau đó, cả một cuộc diễu hành xe ngựa đã tiến vào lâu đài. Nhà kho rỗng trong bếp bây giờ đã được lấp đầy bằng củi và thức ăn, người làm ở đây không cần lo nữa rồi. Đó là bởi vì viên kim cương này đã được bán với giá cao nhất. Trong 5 năm nữa chúng ta sẽ không cần phải lo lắng sẽ thiếu thức ăn hay của khô nữa rồi. Ban đầu phu nhân Livana có chút sợ hãi nhỡ đâu viên kim cương đó có chủ thì không ổn nhưng hầu gái đã lập tức trấn an phu nhân rằng tòa lâu đài này đã vô chủ được gần cả trăm năm trước khi mọi người chuyển đến đây có lẽ thượng đế đã chiếu cố cho hoàng tử phu nhân không chắc về chuyện đó nhưng bà vẫn cảm thấy rất vui bất chợt aren đi đến và nắm lấy đôi bàn tay của mẹ mẹ ơi chờ đến khi con trưởng thành nhé khi ngày đó đến con chắc chắn sẽ che chở cho mẹ khỏi mọi khó khăn con sẽ cho tên quốc vương kia phải hối hận khi đã đối xử với chúng ta như thế này mùa đông ấy lò sưởi trong lâu đài chưa bao giờ ngừng rực cháy tài chính đã ổn định hơn có thể thấy một sự thay đổi rõ rệt ở khắp nơi. Người làm bị cho thôi việc cũng đã quay lại, chế độ đãi ngộ cũng được cải thiện. Tuy nhiên đối với Aren thì thay đổi lớn nhất chính là mẹ của cậu đã không còn u sầu nữa, đúng như mình nghĩ mẹ trông đẹp nhất là khi mẹ mỉm cười. Mùa đông năm ấy là mùa đông lạnh nhất trong lịch sử nhưng lại ấm áp hơn tất cả. Thời gian qua đi hoàng tử của chúng ta đã được một tuổi. Phu nhân đã mua cho Aren rất nhiều quần áo đẹp và bắt cậu thay hết bộ này đến bộ khác. Anh Men không hiểu tại sao người lớn lại phải dối hết cả lên chỉ vì trang phục của một đứa trẻ như mình chứ tôi tức quá mà. Aren muốn tiếp tục việc này nữa nên đã giả vờ quấy khóc. Phu nhân tưởng con trai buồn ngủ nên đã đặt cậu vào trong cũi. Nghe hầu gái nói chuyện thì sắp tới vào ngày sinh nhật của Aren lâu đài sẽ tổ chức một buổi tiệc. Khi đó cậu sẽ được chính thức tuyên bố là một thành viên của hoàng tộc. Vì chuyện này mà phu nhân cũng cảm thấy hào hứng hơn mọi khi. Aren chợt nghĩ tới trong một buổi tiệc hoàng gia thì chắc chắn những quý tộc và các thành viên khác trong hoàng tộc cũng sẽ đến khi đó có thể cậu sẽ được gặp ông già mà mình chưa từng nhìn thấy bao giờ Chớp mắt đã đến sinh nhật của aren nhìn khung cảnh xung quanh aren nhận ra mẹ mình đã phải chi một khoản tiền kha khá để tổ chức bữa tiệc này tiếng nhạc cổ điển du dương và những bộ lễ phục vô cùng lộng lẫy hôm nay aren mới là nhân vật chính của bữa tiệc này đang được mẹ ôm vào lòng âu yếm thì cậu đột nhiên cảm nhận được có vài ánh mắt bất thiện đang nhìn mình tuy nhiên aren cũng không để ý mà chỉ muốn xem thử rốt cục quốc vương là khứa nào mà chưa từng gặp mặt vợ và con trai mới sinh lấy một lần Đối phương cũng chẳng thèm quan tâm mẹ con cậu sống như thế nào, đúng là một tên cha nam mà. Lúc này gia đình hoàn tộc Ernestia đã xuất hiện, sự có mặt của họ là dấu hiệu cho thấy vũ hội chính thức bắt đầu. Aren nhìn người phụ nữ tóc vàng sang trọng quý phái trước mặt trong lòng thầm nghĩ quả không hổ danh là hoàng hậu áp lực khiếp thật. Nếu thế thì mấy đứa trẻ bên cạnh chắc là anh em cùng cha khác mẹ với mình rồi. Cậu quan sát thật kỹ từng người, vì là con cháu hoàng gia nên họ rất nổi bật như hạc giữa bầy gà. Nào ngờ bọn họ trực tiếp đi qua mà không thèm chào mẹ của mình lấy một câu làm bố mày hơi bị bực rồi đấy nhé. Mặc dù đang bị cô lập nhưng phu nhân Livana vẫn tỏ ra đoan trang dịu dàng quả nhiên là mẹ của ta. Cơ mà lúc này Aren chợt phát hiện biểu cảm của mẹ có chút khác lạ. Nghe thấy tiếng ồn cậu lập tức quay đầu sang cái gì thế nhỉ? Hóa ra là quốc vương bệ hạ giá lâm, vừa nhìn ông ta thì Aren đã cảm thấy một lượng mana vô cùng khủng khiếp. Có thể làm cho bọn quý tộc nhiều chuyện câm mùng ngay lập tức thì người này đúng là không thể đùa được sau đó quốc vương chỉ nhìn thoáng qua hai mẹ con aren và không nói gì buổi tiệc vẫn được tiếp tục với quà sinh nhật và những lời chúc mừng từ quý tộc tầng lớp thấp hơn với bọn quý tộc cao hơn thì có một điểm chung đó chính là thái độ khinh thường không thèm che đậy lũ quý tộc chít tịt này dám làm thế với mẹ của ta sao chờ ông đây lớn lên thì ông sẽ thông từng đứa một chứ ở đó mà nhờn aren còn định chọc thủng mang nhĩ của bọn chúng với tiếng khóc của mình nhưng nếu làm thế thì mẹ sẽ rất khó xử nên cậu mới tha cho đám quý tộc bố láo kia thôi thì vì mẹ mà nhịn xuống cục tức này vậy Mặc kệ các ngươi muốn nói gì thì nói chứ bổn hoàng tử buồn ngủ quá rồi đi ngủ đây. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì bất chợt có một bàn tay của ai đó đã véo má cậu a à a à hơi bị đau đấy nhé. Thì ra thủ phạm là một nhỏ tóc vàng, có vẻ như đối phương cũng là con gái của các phu nhân trong cung. Thôi nể tình nhà ngươi còn nhỏ nên ta tha cho đấy. Trong bữa tiệc các thiếp thất của hoàng đế đến chúc mừng phu nhân Livana và hoàng tử nhưng thái độ cũng không được tốt lắm, cứ như thế bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Đúng lúc này một giọng nói vang lên, Livana đã lâu rồi không gặp thì ra là hoàng hậu dẫn con trai bà ta tới để chào hỏi và khoe khoang con trai mình đang làm rất tốt vai trò người thừa kế. Aren ở một bên khinh bỉ tâng bốc con trai cưng gớm chưa kìa. Đúng như cậu đoán, hoàng hậu là một cấp độ khác hẳn so với đám quý tộc kia luôn mà. Hoàng hậu khen Aren rất giống mẹ trong mới đáng yêu làm sao. Nhưng bổn hoàng tử không có dễ bị dụ đâu nha. Giọng điệu và biểu cảm thì thân thiện đấy, nhưng bản chất có thật thế không thì khó nói đây. Nếu cô ta thật sự có một chút quan tâm dù là nhỏ nhất đến mình và mẹ thì tài chính của các lâu đài của thiếp thất đã không tệ đến thế. Củi thì không có, linh gác thậm chí còn phải làm những công việc không liên quan đến chuyên môn của mình, còn những người làm khác phải lấy vải thừa của họ để may quần áo cho mình. Lúc này quốc vương mới xuất hiện và hỏi thăm tình hình của hai mẹ con lâu nay có ổn không làm Aren giận tím người. Không có tiền trợ cấp lương thực và quần áo trong mùa đông thì ông có ổn không cái đồ quốc vương keo kiệt bù xỉn. Sao lão này cứ thở ra câu nào là thấy ghét câu đó thế nhỉ nếu ông không phải bố tôi thì bổn hoàng tử đã khô máu với ông rồi. Ở bên kia quốc vương đột nhiên thấy Aren đang làm trò liền nói với phu nhân Livana đưa con trai cho mình bế. Quốc vương rất ngạc nhiên khi Aren rất bình tĩnh, bình thường những đứa trẻ khi thấy ông đã khóc toáng lên rồi nhóc con này khá đau chớ. Nói thế nào vẫn là ông già của mình nên Aren cũng mỉm cười đáp lại. Một tên đàn ông mà không mềm lòng với nụ cười của con mình thì không đáng làm cha thấy chiêu này của bổn hoàng tử như thế nào hay là cho ông già thêm chút ngạc nhiên nhỉ nghĩ xong aren cự quậy ra hiệu quốc vương đặt mình xuống đất thấy vậy phu nhân livana tỏ ra lo lắng aren vẫn chưa thể đi được thưa bệ hạ vì hôm nay mới chỉ là sinh nhật đầu tiên của thằng bé nào ngờ phu nhân vừa mới nói xong thì trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người aren đã bắt đầu bước đi trên đôi chân bé nhỏ của mình thấy tôi ghê chưa ông già phu nhân và hầu gái nhìn thấy cảnh này vui mừng rơi lệ trong lòng aren thầm nghĩ tôi sẽ cho ông thấy tôi hoàn toàn không giống mấy đứa con kia của ông chút nào ở đây đang có rất đông người nên bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo để thể hiện bản thân nào ngờ lúc này dị biến đột nhiên phát sinh, Aren đã làm đổ bàn tiệc khi vô tình kéo khăn trải bàn. Toàn bộ rượu và thức ăn lập tức rơi xuống dưới, mọi người không kịp phản ứng vì chuyện này xảy ra quá nhanh. Nào ngờ tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Aren. Quốc Vương thấy cậu bật khóc nức nở thì lập tức bế con trai lên xem có bị thương chỗ nào không. Còn Aren thì cũng tỏ vẻ đáng thương diễn cứ như diễn. Thấy Aren không bị thương, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vì quần áo của cậu đã bẩn nên cần phải đi thay đồ mới. Đúng lúc này Quốc Vương đột nhiên biến sắc thì ra khi cởi áo cho aren ông đã phát hiện bên trong là một cái áo cũ đã bị sơn chỉ đây mà là áo lót của một vị hoàng tử sao hầu gái ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên vì rõ ràng sáng nay chính cô đã tự tay mặc cho aren một bộ đồ lót mới tinh nhìn thấy cảnh này quốc vương vô cùng tức giận mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán cái áo đó không xứng với thân phận của hoàng tử một chút nào chắc hẳn đứa bé đã có một cuộc sống vô cùng cơ cực quốc vương đột nhiên hét lớn tất cả trật tự cả căn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng không ai dám phát ra bất kỳ một âm thanh nào sau đó ông nhìn aren bằng ánh mắt chiều mến con trai của ta rốt cuộc con đã phải trải qua những gì vậy trở lại thời gian buổi sáng khi người hầu đang chuẩn bị thay quần áo cho aren cậu đã trả sát người để tăng thân nhiệt rồi xé quần áo miếng vải khá mỏng nên cậu có thể dễ dàng xé nó chỉ với bàn tay em bé còn bụi quần áo là do cậu đã trả sát miếng vải một chút đằng sau bộ quần áo xa xỉ là một sự thật trần trụi như thể nó chỉ là vẻ ngoài phô trương trong sinh nhật của hoàng tử quốc vương lập tức hỏi phu nhân livana chuyện gì đã xảy ra đây không phải là thứ mà thành viên hoàng thất nên mặc. Trong lúc phu nhân đang không biết phải giải thích chuyện này như thế nào thì quốc vương lại nói ta không nên hỏi nàng chuyện này mới phải. Sau đó quốc vương đã gọi quan đại thần được giao nhiệm vụ phân chia ngân sách cho các cung để hỏi chuyện. Ông ta trả lời ngân sách đều được chia công bằng đúng như những gì người đã nói thưa bệ hạ. Quốc vương lập tức nổi giận, đây là công bằng của nhà ngươi sao? Mau đưa cho ta khoản chi tiêu ngay lập tức. Đối với Aren đây là một cơ hội tốt. Mặc dù bữa tiệc sinh nhật của mình đột nhiên biến thành một phiên tòa nhưng đây là cơ hội để tìm ra phụ thân mình là người như thế nào. Sau khi bản ghi chép chi tiêu được đưa đến tay của quốc vương thì ông đã vô cùng tức giận lập tức dùng lửa đốt cháy tờ giấy. Nhìn biểu cảm của quốc vương giống như ông ấy không hề biết gì về chuyện này. Sau đó quốc vương đột nhiên trầm giọng: hoàng hậu yêu quý của ta nàng có biết gì về chuyện này không? Hoàng hậu bị bất ngờ nhưng vẫn nói cho thần thiếp hỏi trên đó viết gì được không? Quốc vương tiết lộ ngân sách không được chia đều mà bị dò dỉ đi nơi khác, không phải nàng chịu trách nhiệm mọi việc liên quan tới các phi tần trong hậu cung hay sao lúc này từ bên trong đám người con trai của hoàng hậu lập tức đi ra giải vây cho mẹ tất cả mọi chuyện đều do ai đó dở cho mẫu hậu sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy nhưng cậu ta còn chưa nói xong thì lập tức bị quốc vương ngắt lời ý của con là gì không phải do nàng ấy làm nên nàng ấy không cần chịu trách nhiệm sao em trai của con đã phải sống cơ cực do sự quản lý lỏng lẻo hoàng hậu của ta việc này thật đáng thất vọng lúc này phu nhân livana mới lên tiếng đây không phải lỗi của hoàng hậu đều là do thần thiếp không xứng đáng với ân huệ này quốc vương lập tức quay sang nàng đang nói linh tinh cái gì vậy nàng đã sinh cho ta đứa con mang dòng máu của ta việc đó đã chứng tỏ nàng là một thành viên trong hoàng thất nghe được những lời này phu nhân livana vô cùng cảm động còn đôi mắt của hoàng hậu thì hiện lên sự phẫn nộ cuối cùng quốc vương tuyên bố nhất định phải tìm ra thủ phạm và bắt hắn chịu trách nhiệm cho việc này rồi ông đi đến nói với hoàng hậu ta mong những chuyện như vậy sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa hoàng hậu cúi đầu thần thiếp chắc chắn sẽ không đem tới rắc rối nào cho người nữa thưa điện hạ nói xong hai bàn tay của bà ta đã nắm chặt vào váy sau đó hoàng hậu nói với phu nhân livana ta có thể bù đắp cho cô bằng cách nào đây ít nhất ta mong cô có thể của trách ta như vậy ta mới cảm thấy nhẹ lòng aren lập tức bĩu môi thôi đừng có diễn nữa bà già làm gì có chuyện một hoàng hậu cai quản lục cung lại không biết gì về việc này chứ đúng là cái đồ giả tạo nhìn thấy mà ghét thậm chí bổn hoàng tử đây còn chẳng cảm nhận được một chút thái độ chân thành nào trong ánh mắt của bà và ngay cả những phi tần khác cũng như vậy không biết có bao nhiêu người trong số bọn họ liên quan tới chuyện này bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cũng kết thúc vấn đề ngân sách cũng được giải quyết triệt để không lâu sau đó kẻ chủ mưu đã bị bắt thủ phạm của vụ biển thủ lần này tới từ một gia đình quý tộc hắn đã bị xử tử aren đã biết tin khi vô tình nghe được các hầu gái trong lâu đài nói chuyện với nhau cậu cho rằng kẻ bị xử tội chỉ là con tốt thí trong vụ án này hoàng hậu mới là đối tượng đáng ngờ nhất cơ mà mọi chuyện đã hoàn toàn lắng xuống sau vụ tử hình cứ đợi đó hoàng hậu khi bổn hoàng tử lớn lên nhất định sẽ khiến cho bà phải trả giá đắt, nhưng mà trước hết phải ăn cái đã, cơ thể của trẻ con sao lại nhanh đói vậy chứ? Thôi thì hiện tại bổn hoàng tử cứ tạm thời chơi đùa rồi ăn uống như một đứa trẻ chẳng phải làm việc gì đúng là sảng khoái hết cả người. Ăn xong Aren đang chuẩn bị ngủ chưa thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động gì đó. Cậu nhanh chóng phát hiện là một chiếc xe ngựa, hình như là có khách đến thăm nhà mình. Thế là Aren lập tức sử dụng linh lực bay ra khỏi cũi đánh thức hầu gái trước khi những người đó tiến vào phòng vì thời gian gấp gáp nên aren chỉ nghĩ ra cách vèo má cô ấy á đau đau bổn hoàng từ xin lỗi nhà ngươi nhé lúc này hầu gái cũng phát hiện có khách đến chơi đối phương chính là phu nhân finelia và con gái cô ấy là phi tần của quốc vương từng xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của aren hôm nay phu nhân finelia đến đây mà không báo trước là vì không muốn người khác biết về cuộc viếng thăm sau đó cô ấy bảo con gái tự mình chơi rồi đi vào phòng nói chuyện riêng với phu nhân livana finelia đột nhiên xin lỗi livana khiến cô không hiểu gì cả Finelia giải thích cô luôn cảm thấy dây dứt vì những chuyện đã xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật của Aren. Phu nhân Finelia là một thành viên của gia tộc Kenchester. Trong quá khứ khi chiến tranh bùng nổ trên toàn lục địa, gia tộc Kenchester đã lập công lớn giúp đất nước ổn định như ngày hôm nay. Tuy vậy vinh quang đó đã phủ đầy bụi trong quá khứ. Khi không có người con trai nào ra đời với tài năng quân sự, gia tộc Kenchester đã bắt đầu xuống dốc. Thậm chí còn có lời đồn cho rằng bọn họ đang gặp vấn đề khó khăn về tài chính. Để có tiền duy trì gia tộc Finelia không còn cách nào khác ngoài việc hợp tác với hoàng hậu để chèn ép phu nhân Livana. Vì cảm thấy có lỗi nên Finelia đã trả lại số tiền biển thủ và cầu xin Livana hãy hướng sự thù ghét vào một mình cô mà thôi. Cô chỉ muốn bảo vệ con gái khỏi rắc rối từ những tranh đấu trong chốn hậu cung. Phu nhân Livana là một người thấu tình đạt lý nên cũng không trách Finelia. Cô không muốn nhận lại số tiền này và nói với đối phương hãy cứ xem nó như là dấu mốc cho sự thân thiết của hai bên lúc này livana mới tiết lộ với finelia lý do vì sao hoàng hậu lại luôn nhắm vào cô đó là bởi vì trước khi trở thành phi tần của quốc vương thì cô vốn là một thị nữ hầu hạ bên cạnh hoàng hậu bây giờ thì aren đã hiểu vì sao hoàng hậu lại làm ra những chuyện như vậy mặc dù đang ở phòng bên cạnh nhưng khi điều khiển khí thì cậu vẫn có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người ngay trước do địa vị thấp kém nên phu nhân livana đều bỏ qua tất cả vì thực sự cô không có năng lực để phản kháng tuy nhiên bây giờ sẽ không như thế nữa bởi vì cô đã có aren dù có là hoàng hậu thì cô cũng sẽ không để cho đối phương muốn làm gì thì làm livana muốn làm thân với finelia không đơn giản chỉ vì lòng tốt mà khi bị dồn vào bước đường cùng ai cũng cần một người có thể tin tưởng đúng là làm một hoàng tử không đơn giản như aren vẫn nghĩ chỉ cần đi sai một nước sẽ trở thành con tốt thí trong trò chơi quyền lực sau khi hai vị phu nhân kết minh với nhau thì con gái của finelia là công chúa kania cũng bắt đầu chơi đùa với aren không ngờ con nhỏ này lại dám cả gan trèo vào cũi để nựng má của bổn hoàng tử thân là lão quái sống cả trăm đời mà aren còn phải phối hợp với nó để diễn trò nữa chứ đúng là tức thiệt chớ bổn hoàng tử không muốn làm trẻ con nữa đâu ai cứu bé với thời gian cứ thế trôi đi chớp mắt hoàng tử aren đã được 30 tháng tuổi chỉ còn đúng nửa năm nữa là cậu sẽ vượt qua ba cái nồi bánh trưng ở thế giới này aren không khỏi cảm thán thời gian thấm thoát thoi đưa thực sự cơ mà nói ra thì vẫn là cái giọng nói ngọng líu ngọng lô của trẻ con bao giờ thì bổn hoàng tử mới có thể nói chuyện bình thường đây Năm xưa bởi vì tài ăn nói mà cậu từng cưa được mọi người phụ nữ mới gặp mặt chỉ trong vòng 10 phút. Lúc này Aren đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của ai đó. Thì ra là công chúa Kania lại đến tìm cậu để chơi nên cậu đã nhanh chân trốn vào một góc cơ mà cuối cùng vẫn không thoát được. Con nhỏ này phiền phức thực sự lúc nào cũng bám lấy bổn hoàng tử, ông đây đủ tuổi để làm tổ tiên của nhà ngươi đấy nhé. Sau khi hai bà mẹ trở nên hòa hợp thì quan hệ của Kania và Aren cũng thân thiết hơn rất nhiều. Công chúa Kania chỉ thích tìm Aren chơi đùa vì những anh chị em khác của cô bé rất xấu tính và chơi chẳng vui chút nào. Nhìn công chúa ôm thằng nhỏ như muốn tắc thở luôn á, bổn vương không thở được người đâu hộ giá. Đột nhiên có người nói với công chúa không nên làm như vậy vì cơ thể của trẻ con rất dễ bị thương. Cô gái này là vệ sĩ riêng của Kania, cũng may cứu tinh xuất hiện kịp thời không thì bổn hoàng tử đã toang rồi. Nếu vệ sĩ nói công chúa nên quay vào trong nhà để học vẽ hoặc chơi nhạc cụ nhưng Kania lại bảo thế thì chán lắm sau khi nhìn quanh một lúc thì kanya đã nhặt một cành cây ở dưới đất lên và nói mình muốn học kiếm thuật khi còn ở trong cung cô bé đã từng thấy các hoàng huynh của mình luyện kiếm aren ở một bên đánh giá con nhóc này cũng được đó chớ khi vung kiếm trọng tâm không xê dịch và cơ thể cân bằng khá tốt tuy rằng động tác còn hơi vụng về nhưng thiên phú thật sự không đến nỗi nào thế nhưng nữ vệ sĩ lại nói rằng công chúa kanya không thể học kiếm giống như các hoàng tử Nữ nhân trong cung thì phải học cầm kỳ thi họa nhưng còn chưa nói xong thì Kania đã lấy trộm kiếm của cô để chơi, ta mặc kệ ta nhất định phải học được kiếm thuật. Nhìn thấy cảnh này Aren bắt đầu cảm thấy hơi thích người chị của mình tuy suốt ngày làm phiền bổn hoàng tử nhưng quyết tâm và đấu trí có thể bồi dưỡng. Thời gian cứ thế trôi qua lúc này hoàng tử của chúng ta đã lên 5 tuổi. Nhìn mọi người đang cưỡi trên mã rong ruổi trên đồng cỏ coi lại mình đang cưỡi ngựa gỗ Aren chán chả muốn nói. Vì hoàng tử vẫn còn bé nên không ai dám cho cậu cưỡi một con ngựa thật cả. Aren mà có mệnh hệ gì thì toàn bộ người hầu sẽ bị xử tử như chơi vì không làm tròn trách nhiệm bảo vệ hoàng tử. Sống ở vương triều phong kiến khổ thế đấy kiếm được đồng lương đâu có dễ dàng. Sau khi sống hết đời này đến đời khác gần 100 lần, Aren đã đúc kết ra một điều. Tài năng xuất chúng sẽ mang bất hạnh đến cho người. Khi còn là một kiếm sĩ xuất chúng mọi kiếm sĩ đều mong muốn đến giao đấu với mình. Khi được ban cho thiên phú ma thuật mình phải đứng đối đầu với những kẻ ham muốn hạ sát mình. Với những năng lực tích lũy qua từng kiếp mình luôn trở thành trung tâm của mọi vấn đề. Tiếp theo Aren sẽ phải làm chuyện mà tất cả trẻ em đều ghét đó chính là đi học. Hầu gái Nani nói với Aren năm nay ngài đã 5 tuổi đến lúc phải thực hành và học hỏi để cho dồi thêm kiến thức. Aren trong lòng thầm hô mẹ nó, biết bổn hoàng tử đã bao nhiêu tuổi rồi không mà còn dám bắt ta học. Kiếp nào Aren cũng phải làm việc cật lực nên cậu chỉ muốn sống theo ý mình một lần tuy nhiên cuối cùng cậu vẫn không thể tránh khỏi. Theo luật hoàng gia, các hoàng tử phải bắt đầu học từ khi lên năm. Nani đã soạn ra những quyển đại cương và mang lên bàn cho Aren làm cậu nhìn mà tái mặt, cái đống gì thế này sao nó lại nhiều như vậy chứ? Chán đời Aren liền nghịch mấy quyển sách như đồ chơi, hết xoay trên ngón tay lại đem đi xây nhà. Nani nhìn thấy mà hết hồn lập tức bảo Aren dừng lại vì những kiến thức này rất quý chỉ có hoàng gia và giới quý tộc mới được tiếp xúc ngay từ nhỏ. Thấy thái độ của Nani trở nên kiên quyết thì Aren lập tức rửa trò trí phèo khóc lóc ăn vạ ta ứ học đấy nhà ngươi có thể làm gì được bổn hoàng tử. Cuối cùng phu nhân Livana đã phải đích thân ra mặt khiến Aren hết nhõng nhẽo và nghe theo lời mẹ biết rằng mọi người muốn mình học vì tốt cho mình nhưng chớ trêu thay, càng học thì Aren càng đẩy những người quanh mình vào nguy hiểm. Nhờ thừa hưởng dòng máu hoàng tộc, năng lực đứa con của vợ lẽ sẽ càng tỏa sáng nhưng đồng thời cũng tăng nguy cơ bị kẻ gian hãm hại. Nghe có vẻ bất công nhưng mỗi người từ khi sinh ra đã có vận mệnh cho riêng mình. Hầu gái Nani nói nếu Aren có thể học hành chăm chỉ thì phu nhân sẽ rất mừng nên cậu đã quyết định phải học một vài thứ để chiều lòng mẹ. Nhưng trừ kiếm thuật ra bởi vì cậu không muốn chết dưới một thanh kiếm cũng trừ ma thuật luôn vì học nó chỉ mang lại sự đố kỵ và cam thù. Vậy thì bổn hoàng tử nên học cái gì để có lợi cho tương lai về sau đây? Vài ngày sau một pháp sư từ tháp ma pháp đã được phu nhân Livana mời đến để đo lường mana cho con trai. Nếu Aren có thiên phú mana thì sẽ được học kiến thức liên quan đến ma thuật vậy thì toan quá. Hiện tại lượng mana dồi dào của bổn hoàng tử có thể sánh ngang với pháp sư mạnh nhất lục địa phải ẩn nó đi thôi. Trên đường vì thấy Aren lo lắng nên Nani đã an ủi cậu nhất định sẽ được nhận nhưng đâu biết thằng nhỏ đang sợ điều đó đúng là mạnh quá cũng khổ. Rất nhanh Nắn Ni đã dẫn Aren vào phòng để giới thiệu với vị pháp sư đến từ tháp ma pháp. Vừa nhìn đối phương thì Aren đã thấy được luồng mana đang chảy dọc khắp cơ thể ông ta. Sau đó pháp sư bắt đầu kiểm tra cho Aren chỉ thấy vẻ mặt của ông ta không được tốt lắm. Pháp sư nói rằng mình không thể cảm nhận được một chút mana nào trong cơ thể của Aren, dù cố dùng mana của mình để xâm nhập vào mạch máu của hoàng tử rồi nhưng kết quả vẫn như vậy. Thấy vậy Aren mỉm cười đắc chí, bổn hoàng tử đã ra tay thì nhà ngươi có mà tìm vào mắt trước đó trên đường đến phòng khác cậu đã kiểm soát tuần hoàn khí bằng hơi thở do đó mana đã được cô đặt lại và chuyển đến vùng thần kinh ngoại biên cậu nhận ra vẻ ngạc nhiên khi gã pháp sư trông thấy mình bởi lẽ dòng dõi hoàng gia mà không sở hữu mana là điều không tưởng sau đó vị pháp sư đã báo cáo tất cả mọi chuyện với phu nhân livana một người bình thường sẽ sở hữu một lượng mana rất nhỏ nhưng aren lại không có chút mana nào thì ông ta chưa từng nhìn thấy bao giờ biết con trai không có thiên phú trở thành pháp sư livana rất buồn nhưng aren cũng không còn cách nào khác hôm nay bổn hoàng tử tạm thời xin lỗi mẫu hậu đây chỉ là khởi đầu trong kế hoạch trở thành đứa con bất tài mà thôi thanh niên này tên là lan phiêu một kỵ sĩ trẻ từ hôm nay sẽ đảm nhận nhiệm vụ giáo sư kiếm thuật cho aren tuy lan phiêu là một cao thủ dùng kiếm nổi danh nhưng trong mắt anh mê nhà ta thì vẫn là quá yếu dù sao thì bổn hoàng tử cũng đã từng chiến đấu với đủ các loại quái vật và chiến trường khốc liệt cái tên lan phiêu này làm sao có thể sánh được với trình độ của mình chứ Aren nói với Lanfield cậu không muốn tập mấy bài khó vì nghe bảo Kanya phải đeo vòng để tăng cường thể thuật. Lanfield bảo cậu cứ yên tâm vì phương pháp đó chỉ dành riêng cho gia tộc Kenchester. Trong kiếm thuật không chỉ sức mạnh mà độ uyển chuyển trong từng chuyển động cũng như giữ thăng bằng rất quan trọng. Hai người sẽ bắt đầu với các bài tập căn bản. Đến khi kiểm tra khả năng giữ thăng bằng thì Aren nói mình sợ độ cao nên đã thất bại. Tiếp theo là kiểm tra độ uyển chuyển. Lanfield cứ tưởng cơ thể mềm dẻo của trẻ con sẽ dễ dàng vượt qua nhưng vẫn không được thậm chí khi tập luyện tấn công người dơm aren cũng không thể giữ nổi kiếm gỗ trong tay kết quả thất bại toàn tập lúc này aren mới nói có vẻ như mình không có thiên phú học kiếm lan phiêu liền vỗ vai cậu mà an ủi đây chỉ là lần đầu tiên của điện hạ nếu ngài luyện tập chăm chỉ thì chắc chắn sẽ làm tốt hơn thôi thì ra aren đã cố tình làm như vậy vì cậu phát hiện trong rừng cây có một kẻ nào đó đang theo dõi mình đâu dễ gì qua mắt được bổn hoàng tử anh minh thần võ đẹp trai siêu cấp vô địch kể từ hôm đó lời đồn bắt đầu lan ra nhanh chóng tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao về chuyện hoàng tử Aren là một tên phế vật. Không chỉ có ít mana hơn cả thường dân mà còn không có thiên phú kiếm thuật. Khi tin này truyền đến tai của hoàng hậu bà ta đã vô cùng mừng rỡ, như vậy thì Aren sẽ không thể cản đường con trai của bà ta. Người đàn ông này tên là Gamil, kể từ hôm nay sẽ làm gia sư riêng cho Aren. Bởi vì lời đồn rằng mình là một tên hoàng tử vô dụng đã lan ra xa, mọi người đều từ chối làm gia sư cho mình không ngờ có kẻ dám cả gan đến dạy mình luôn sau đó Gamil lập tức đặt một chồng sách lên bàn. Đây là sách ngôn ngữ phổ thông của vương quốc thông thường sẽ chỉ mất một ngày để học ngữ pháp căn bản. Nào ngờ Gamil lại nói tất nhiên đó là tiến độ thường thấy, ngài có thể mất một hay hai ngày mà nếu ngài không làm được thì cũng không sao. Thái độ kiểu gì vậy cái tên này là đang khinh thường bổn hoàng tử sao? Cơ mà ông đây đang giả vờ là phế vật nên cũng đâu thể nói được gì. Thực ra Aren đã nói được từ khi còn rất sớm, nhờ bách niên kiếp trước cậu không gặp trở ngại trong việc học viết và học ngôn ngữ. Mỗi khi mọi người trong lâu đài đang ngủ say thì cậu đã âm thầm xem qua vô số tư liệu về thế giới này, đâu thể để một trong cuộc đời trôi qua một cách lãng phí. Hôm nay trong buổi học, Aren nói với Gamil là cậu đã tinh thông ngôn ngữ trên đại lục khiến ông thầy cho rằng cậu đang xạo lờ vì ngôn ngữ của vương quốc cực kỳ phức tạp. Dù có tài năng cỡ nào, muốn đọc được quyển sách đơn giản giỏi lắm là ở độ tuổi 12, một đứa trẻ 5 tuổi học được các ký tự chỉ trong vòng 2 ngày. Nào ngờ Aren lại có thể đọc vanh vách một cách trôi chảy khiến Gamil đứng hình luôn. Ông thầy mừng rớt nước mắt, khi học trò thành công thì thầy giáo sẽ càng thêm dạng danh. Lúc này ông đã biết Aren là một thiên tài. Rất nhanh sự kiện hoàng tử Aren đã học xong ngôn ngữ chỉ trong vòng 2 ngày đã lan truyền khắp vương đô. Danh tiếng của cậu được giới quý tộc biết đến, không chỉ tinh thông ngôn ngữ mà còn giải được các phép toán cơ bản. Sở dĩ tin đồn này bị tiết ra là do Gamil nhậu say và nói nhảm trong quán rượu rằng ông là người đã khám phá ra tài năng thiên bẩm của hoàng tử Aren. Cuối cùng tin tức này cũng đến tai của quốc vương. Quốc vương cho rằng ép buộc Aren học những thứ mình không thích như kiếm thuật và ma pháp quả thật gian nan cho cậu. Ông bảo Livana từ nay hãy chú ý hơn đến con trai, tin rằng một ngày nào đó Aren sẽ trở nên vĩ đại giống mình. Aren đã nghe thấy tất cả giờ thì bổn hoàng tử chỉ cần tìm một vị trí phù hợp để sống an nhàn sung túc thôi, cậu lấy phát dục mới là vương đạo. Để động viên tinh thần học tập của con trai quốc vương đã gửi tới rất nhiều quà tặng trong đó có một cái dương chứa đầy vàng bạc châu báu. Sự chú ý của Aren chợt hướng tới một cái mặt dây chuyền màu đỏ. Cậu nói với mọi người đây là một cái vòng cổ đặc biệt, khi đeo quanh cổ chiếc vòng sẽ tự động kích thích não bộ hoạt động giúp người dùng cảm thấy đỡ mệt mỏi xuyên suốt cơ thể. Thế nhưng sự thật không phải vậy, dưới mắt người thường đây chỉ là một vòng cổ thông thường, nhưng Aren có thể thấy thiết bị tăng trưởng được ẩn giấu bên trong viên ngọc. Cậu chợt nhớ ra gần đây Kania đang tiếp nhận tập huấn đặc biệt để chuẩn bị trở thành một dũng sĩ nên cậu đã nói với mẹ mình muốn đưa cái này cho Kania. Phu nhân cũng vui vẻ đồng ý khi thấy con trai có quan hệ tốt với chị gái cùng cha khác mẹ. Ngày hôm ấy mọi người trong lâu đài đã ăn mừng vì Aren nhận được sự quan tâm và công nhận từ quốc vương. Một buổi sáng nọ Aren đã yêu cầu đầu bếp chuẩn bị tất cả các món tráng miệng mà cậu thích. Cậu đích thân nếm thử từng món thì cảm thấy hương vị không ngon chút nào, đống tráng miệng này đều thiếu mất vị ngọt. Hầu gái Nani hỏi Aren có cần gọi đầu bếp ra không thì cậu nói mình chỉ cần giả kim thuật sĩ. Thì ra tên nhóc này đang thèm nước ngọt có ga, nhưng để tái tạo hương vị của nó thì cần phải có giả kim thuật. Nhưng một đứa trẻ 5 tuổi mà yêu cầu nhà giả kim thì có ai chịu đáp ứng chứ? trong vương quốc không thể thu thập đủ gia vị và nguyên liệu muốn tái tạo hương vị của coca thì cần rất nhiều bước nhưng cậu không có đồ nghề bổn hoàng tử chỉ muốn một ngụm coca mát lạnh sảng khoái thôi mà sao lại khó đến vậy lúc này aren chợt nhớ lại bản thân cũng có kiến thức học giả sao không tự mình điều chế coca luôn nhỉ thế là cậu lập tức chạy đi thử xem giả kim thuật đơn giản chỉ là những phản ứng hóa học thôi sao có thể làm khó được bổn hoàng tử ba năm sau aren đã lên 8 tuổi lúc này trong phòng hội nghị mọi người đang lên kế hoạch xây dựng cầu nối mới tập trung chủ yếu ở các địa phận thương nhân hay lui tới. Sau khi xem bản thiết kế Aren mới hỏi là vị kiến trúc sư nào đã thiết kế ra cây cầu đỉnh cao này vậy. Một ông chú lập tức nhận công, thần là người đã giám sát công trình ngày đêm thưa hoàng tử. Nào ngờ Aren lại quay xe cực gắt khiến đối phương không kịp đội mũ bảo hiểm, nếu đợt sau còn dám tạo ra thứ vô dụng như này nữa thì bổn hoàng tử sẽ cho ông về quê chăn vịt. Sau đó cậu chỉ tay vào một vị trí trên bản thiết kế và nói hiện tại trong có vẻ ổn, nhưng một khi tuyết động lại chỗ này sẽ rất là nguy hiểm phản gỗ gánh chịu toàn bộ trọng lực bên dưới còn độ an toàn không được để tâm do quá chú trọng vào sự vật liệu xa hoa đối với kiến trúc vương quốc thì quả thật đây là một công trình tuyệt đẹp và sang trọng nhưng với khu vực dân cư thì cần nên chú trọng vào tính an toàn aren quyết định bản thiết kế này cần phải sửa lại trong phòng không có một ai dám phản đối kể từ khi đảm nhận danh hiệu thiên tài trẻ tuổi nhất đế quốc cậu đã được quốc vương tin tưởng và giao việc xử lý rất nhiều trọng trách cần độ thông minh và khối lượng kiến thức sâu rộng ngay cả những học giả đứng đầu trong lĩnh vực của chính họ cũng không sánh được với aren và tất nhiên là không có ai thật sự cảm thấy thoải mái khi phải nghe lời một thằng nhóc 8 tuổi, cơ mà bố của nó là quốc vương nên phải chịu thôi. Tài năng của Aren đã hoàn toàn chinh phục mọi người đến mức họ đặt cho cậu biệt danh là vị hiền chết trẻ không gì không biết. Aren cảm thấy đây là cái biệt danh tệ nhất mà cậu từng nghe. Ngày hôm nay Aren đã chủ động vào cung diện kiến quốc vương để xin ông chấp nhận cho mình được học giả kim thuật. Quốc vương hỏi con trai vì sao lại học giả kim thuật thì Aren trả lời vì giúp đỡ phụ thân và vương quốc. Con không có tài trong kiếm thuật hay ma pháp, cho nên những gì con có thể làm được là thu thập và áp dụng kiến thức vào thực tiễn." Quốc vương nghe vậy vô cùng vui mừng, đúng là con trai của ta. Con có thể còn nhỏ, nhưng suy nghĩ lẫn hành động để giúp đỡ cho người cha này thì không hề nhỏ bé chút nào. Cuối cùng quốc vương đã đồng ý yêu cầu của Aren và nói ông sẽ giới thiệu giả kim thuật sĩ giỏi nhất cho cậu. Vậy là bổn hoàng tử sắp được uống Coca rồi. Với thông tin hoàng tử Aren đang tìm kiếm một giả kim sư để dạy học, các giả kim sư nổi tiếng đã tập trung đông đủ tại vương quốc đây là cơ hội bọn họ thể hiện khả năng giả kim thuật của mình để đạt được mục tiêu to lớn hơn trong số họ người tạo ra gương bán phản quang giúp đưa ánh sáng truyền ra xa và bố trí nó ở ngoại ô pháo đài phía tây để cản bước quân thủ người đó chính là giả kim sư lừng lẫy damon anh đã được quốc vương đích thân chỉ định làm giáo sư cho hoàng tử aren khi hai người lần đầu gặp nhau aren cảm thấy damon khá trẻ cậu cứ nghĩ chắc hẳn đối phương phải là một giả kim sư lớn tuổi damon tiết lộ trong một lần hít phải khói độc trong lúc tập luyện kỹ năng giải kim thuật của mình nên giờ tóc của anh mới bạc trắng như vậy. Damon cũng nói thêm học giả kim thuật rất khó và nguy hiểm hơn những gì ngài tưởng tượng, đặc biệt ở độ tuổi nhỏ như điện hạ. Aren nói Damon không cần lo vì cậu đã biết về rủi ro, giả kim thuật là khoa học không phải ma thuật. Ta không muốn học chúng để biến vật dụng thành vàng như người đời hay nghĩ đến. Thay vào đó, ta muốn tìm ra phương thức giảm lượng tạp chất trong quạng sắt để tạo ra nguyên liệu tinh khiết hơn. Điều này đã khiến Damon có ấn tượng tốt về hoàng tử. Quả như lời đồn ngài ấy rất thông minh, vương quốc sẽ được dẫn dắt bởi một người lãnh đạo thực thụ sau đó damon đã quỳ một chân xuống và nói thần nguyện dạy hoàng tử bằng tất cả những kiến thức mình lĩnh hội được vài ngày đã trôi qua kể từ buổi học đầu tiên tri thức uyên bác của aren đã khiến cho damon vô cùng bất ngờ nghĩ rằng trước kia cậu đã học qua giả kim thuật cậu nói mình chỉ đọc sách sơ qua thôi làm cho ông thầy ở một bên tấm tắc khen ngợi quả nhiên là thiên tài aren đã biết được cách chiết xuất tinh chất của các vật liệu khác ngoài kim loại và hóa chất chỉ tồn tại ở đây đa phần những thứ khác đều trùng khớp với những thông tin mình lĩnh hội được ở kiếp trước ngày hôm sau quốc vương đột nhiên nhận được thư từ aren trong thư viết cậu muốn bổ sung thêm bốn nhà giả kim nữa thấy vậy quốc vương lập tức hạ lệnh thành lập một nhóm các nhà giả kim lừng danh đến từ vương quốc quan đại thần không hiểu aren làm vậy vì cái gì ngân khố quốc gia đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng là vấn đề đáng quan ngại hiện tại và rất nhiều người dân đang thắc mắc Bên này Aren đã tập trung cấp dưới của mình lại và nói rằng cậu muốn tạo ra nước giải khát chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Sau khi biết nước giải khát là một loại thức uống bình dân thì mọi người thất vọng toàn tập. Các học giả như chúng thần lặn lội từ xa đến đây để làm dạng danh gia tộc, thế mà ngài lại kêu ngài muốn làm đồ ăn và thôi sao đúng là buồn thiệt chớ. Sau đó Aren bảo mọi người không phải lo, ta hứa sẽ bồi thường thiệt hại vì đã làm gián đoạn công việc của các người. Và tất nhiên bổn hoàng tử đã làm thì không có chuyện thất bại. Vài ngày sau, nước có ga tự nhiên thu thập khắp vùng lục địa đã được mang đến kinh thành nhưng không hiểu vì lý do gì mà bọn chúng đã hỏng hết nên aren quyết định sẽ làm nước có ga nhân tạo sau đó cậu bắt đầu giao việc cho từng người dựa theo hướng dẫn căn bản mà ta đưa cho các ngươi tìm tòi chút là các người sẽ hiểu đơn giản thôi mà các nhà giả kim bác học uyên thâm lừng danh đế quốc nghe xong không khỏi toát mồ hôi cái đậu đen rau muống vậy là đơn giản dữ chưa vài ngày sau aren đã có được nước có ga nhân tạo cậu không nghĩ bọn họ lại làm nhanh đến vậy khám phá học thuyết và tiến hành thử nghiệm đây chính là thú vui của giả kim thuật. Aren tuyên bố thứ này sẽ mang sức sống đến vương quốc, sự bùng nổ của nước giải khát sẽ dẫn lối cho tương lai của quốc gia. Mọi người trong phòng tỏ ra nghi ngờ loại nước này sẽ thật sự nổi danh sao? Nước có ga là chất kích thích thật nhưng hương vị của nó rất khó uống. Aren giải thích tất nhiên là không phải uống như vậy mọi người phải trộn thêm nước trái cây hoặc rượu vào thì mới ngon. Mục tiêu ban đầu là cola, nhưng lại thất bại vì không kiếm được cây cola cho nên soda trái cây đã ra đời. Đầu tiên Aren thử với vị chanh chua chua ngọt ngọt chính là hương vị này. Các giả kim sư nếm thử thì cũng không hề nghĩ tới nó lại ngon như vậy. Từ đó soda trái cây của hoàng tử Aren đã ra đời. Tiếng vang của soda trái cây đã lan rộng khắp nơi trên vương quốc Indonesia. Ở thế giới cũ soda chỉ là một thứ nước giải khát bình dân ai cũng có thể mua được nhưng ở nơi này nó đã trở thành một vật phẩm xa xỉ trong giới quý tộc, ngang hàng với những vật phẩm đắt giá và góp phần rất nhiều cho nền kinh tế của vương quốc. Khi biết tin này các lão đại trong giới quý tộc vô cùng hối hận. Nếu sớm biết hoàng tử Aren tài giỏi như thế này thì họ đã chủ động làm thân với cậu lâu rồi. Hai năm sau Aren đã 10 tuổi, còn công chúa Kanya cũng lên 16 kiếm thuật của cô ngày càng tiến bộ đã nắm bắt toàn bộ những kỹ năng cơ bản. Aren đánh giá cô ấy còn giỏi hơn cả mấy đứa con trai tầm tuổi mình. Kể từ khi Aren sản xuất ra đồ uống có ga đã làm cho kinh tế của vương quốc được ổn định. Mẹ của Aren tên thật là Livana Enred, gia tộc Enred là một gia đình quý tộc đã xuống dốc. Trong thời kỳ khó khăn của mình, họ chỉ sở hữu một vùng lãnh địa nhỏ bé và chật vật sống qua ngày như những người dân thường. Sau khi biết về hoàn cảnh của mẹ, Aren đã giao phó toàn quyền phân phối soda cho gia tộc Enres. Khi đồ uống có ga trở thành hot trend, gia tộc Enres đã nhanh chóng trở nên giàu có chỉ trong một thời gian ngắn. Ngay cả công chúa Kania cũng cảm thấy ghen tị với thằng em của mình vì nó quá giỏi, đây là con nhà người ta trong truyền thuyết sao. Aren đang định rủ Kania đi ăn bánh quế Shizu và uống nước ngọt có ga thì bà chị đột nhiên nổi hứng đòi giữ thằng em lại để tỉ thí kiếm thuật. Tiền nhiều để làm gì khi mà chúng ta không có năng lực để bảo vệ nó? Trong lúc luyện kiếm Aren có thể cảm nhận được ước mơ và mục tiêu của Kania. Khao khát muốn được tự tay nuôi nấng một đứa trẻ trở thành bậc thầy kiếm đạo. Ước mơ đó chắc hẳn đã biến một cô gái mỏng manh trở nên nhiệt huyết như vậy. Đến buổi trưa quốc vương đã triệu kiến Aren vào cung để dùng bữa. Khi cậu đang ăn bánh thì quốc vương đột nhiên hỏi con đã suy xét tới chuyện đảm nhiệm vị trí nào trong chính quyền chưa làm thằng nhỏ tí nghẹn giật mình nha ông già. Quốc Vương nói tiếp ta biết hiện tại vẫn còn hơi sớm nhưng bây giờ nếu con đảm nhiệm công việc của chính quyền sẽ không có ai phản đối. Thế nhưng Aren đã từ chối, "Đùa gì thế kiếp này bổn hoàng tử chỉ muốn ăn chơi hưởng thụ thôi xin lỗi nhé ông già. Cậu nói con không biết điều gì khiến phụ thân đề cao con như vậy, nhưng con vẫn thích nghiên cứu khoa học và giả kim thuật hơn. Lúc này hoàng thái tử còn chưa ở trong chính quyền mà ông ấy đã muốn mình vào trong đó rồi sao?" Bên phía hoàng hậu vẫn chưa có hành động gì đó là do bổn hoàng tử luôn biết giới hạn nằm ở đâu. Việc được quốc vương yêu thương khác hoàn toàn với việc được tin tưởng giao cho chức vụ trong chính quyền. Mình sẽ bị những thành viên khác trong hoàng tộc ghen ghét đấu kỵ và một cuộc chiến tranh giành quyền lực sẽ nổ ra. Thiên nhiên không phải là nơi duy nhất có luật rừng. Ngồi trên ngai vàng đồng nghĩa với việc sẽ có quyền lực như một con đại bàng. Nếu bạn yếu ớt, bạn sẽ không thể sinh tồn dù cho đã trải qua hơn nghìn kiếp. Dù sao cũng chẳng quan trọng, bởi bổn hoàng tử hiện tại cũng không dễ bị đánh bại đâu. Ngày hôm sau, Aren cưỡi ngựa ra ngoài dạo chơi. Đây là lần đầu tiên cậu đi ra khỏi lâu đài xa như vậy cảm nhận những tia nắng sớm mai và từng cơn gió mát mẻ thổi qua da thịt cảm giác tự do thật tuyệt vời sau bao ngày làm việc quần quật cuối cùng mới được thư giãn một tí lần này công chúa kania cũng đi theo phía sau là một đoàn kỵ sĩ đang hộ tống hai người chỉ là một chuyến dạo chơi mà cũng có cả đống cao thủ đi theo bảo vệ có ông già làm quốc vương đúng là sướng thật aren đang cưỡi ngựa thì đột nhiên cảm nhận được một thứ gì đó nên cậu lập tức dừng lại bên trong khu rừng trước mặt có dấu hiệu của ma pháp cậu cảnh báo kania rất có thể bên trong khu rừng này sẽ có quái vật Kania hỏi vì sao cậu lại biết thì cậu nói giác quan thứ sáu của mình rất mạnh. Tuy nhiên mặc kệ lời ngăn cản của thằng em Kania vẫn một mình dục ngựa tiến lên. Lúc này đội hộ vệ mới giải thích với Aren khu rừng này chính là sân huấn luyện của công chúa. Thì ra Cania cũng muốn nhân cơ hội lần này để rèn luyện thằng em của mình. Trong bổn hoàng tử phế vật như vậy sao anh đây đang giấu nghề đấy nhé. Đi tiếp một đoạn mọi người lập tức đụng độ với 20 tên óc trong rừng. Cania không hề sợ hãi lập tức rút kiếm ra múa vài đường cơ bản cho cả đám được một vé đi gặp ông bà aren ở một bên đánh giá thực lực của bà chị không chỉ giỏi kiếm đạo mà còn giữ bình tĩnh rất tốt sự dũng cảm và tinh thần tỏa ra từ người chị ấy đủ để áp đảo tất cả mọi người buổi tối đoàn người dựng trại đốt lửa để nấu ăn aren hỏi kanya vì sao cô lại muốn trở nên mạnh mẽ kanya nói rằng bởi vì thân phận của cô là công chúa nên dù cho kiếm thuật của cô có thành thạo tới đâu thì cũng chẳng có ai thừa nhận họ sẽ chỉ nghĩ là cô nhất thời nổi hứng được vài hôm rồi bỏ cuộc nếu không có chuyện gì xảy ra thì một ngày nào đó cô sẽ phải cưới một người mà mình còn chẳng biết mặt để mang lại lợi ích cho hoàng gia thông qua một cuộc hôn nhân chính trị kania căm ghét cái cuộc sống tẻ nhạt đó cô chỉ muốn được như aren mà thôi cậu đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ tài năng của mình chứ không phải dựa vào thân phận hoàng tử cậu đóng góp cho vương quốc và được tất cả mọi người công nhận kania cũng muốn được như vậy góp ích cho gia tộc bởi vì tài năng của mình chứ không phải dựa vào hôn nhân chính trị cô muốn tự quyết định số phận của cuộc đời mình ngày hôm sau kania lại tiếp tục săn quái kiếm thuật của cô nó đã ở cái tầm cứ vung một kiếm là đi một cháu. Mấy anh lính không khỏi mặc niệm cho lũ quái vật số nhỏ tại sao lại chọc vào công chúa của bọn họ cơ chứ. Thấy cuộc săn đã đủ rồi Aren nói với chị gái chúng ta cần phải về nhà thôi, dù gì cũng đâu còn quái vật để mà săn nữa bà lụng nguyên cả lò nhà nó rồi còn đâu. Mặc dù Kanya cảm thấy đánh chưa đã tay nhưng vẫn nghe lời em trai trở về lâu đài. Trên đường con ngựa của Kanya đột nhiên có dấu hiệu xuống sức do lao lực quá độ. Cô đã đưa ngựa của mình cho người hầu chăm sóc sau đó cưỡi chung một con ngựa với em trai trên đường trở về đoàn người bất chợt nhìn thấy một đám mây kỳ lạ trên bầu trời aren lập tức cảm nhận được bên trong đám mây có một thứ gì đó sinh vật đang lấp ló sau tầng mây chính là một con rồng aren nhanh chóng cảnh báo mọi người có một con rồng đang bay tới đây mọi người hãy mau chạy về phía khu rừng đám lính không nhìn thấy con rồng nên cũng không rời đi và nói chủ của mảnh đất này đã khẳng định ở đây không có rồng xuất hiện nhưng còn chưa nói xong thì người này đã bị móng vuốt của một con rồng cắp lên trời hơn nữa bọn chúng không chỉ có một hai con mà là cả đàn thấy vậy aren vô cùng khó hiểu rồng bay là loài thường sống độc lập nhưng bây giờ lại đi theo bầy đàn nhìn đàn rồng đang điên cuồng đoạt mạng của đội hộ vệ cậu nhận ra bọn chúng không phải đi kiếm thức ăn mà là muốn tàn sát ở dưới thế công dữ dội của bọn chúng rất nhanh đoàn người đã xuất hiện thương vong nặng nề dù đã áp đảo nhưng bọn chúng vẫn sử dụng hơi thở axit không hiểu phải dùng chất độc mạnh như vậy để làm gì lúc này aren không có thời gian quan tâm đến người khác cậu nói với chị gái đừng quay đầu lại hãy bám chặt vào sau khi lấy lại bình tĩnh đội hộ vệ lập tức phân ra các ma pháp sư để yểm hộ hai người chạy trốn Tuy nhiên cứ chạy mãi thì cũng không thể giải quyết được vấn đề. Rồng bay có thể chống lại pháp thuật cấp 4 và các cấp dưới, càng về lâu các ma pháp sư sẽ càng thất thế. Aren nhanh chóng biến năng lượng mana thành viên đạn thành công hạ gục được hai con rồng, tuy nhiên một con đã đáp xuống trước mặt của cậu. Vào lúc nó định thịt lục hai người thì vệ sĩ của Kanya đã cho nó một kiếm chí mạng. Bất thình lình một điệu cười âm hiểm vang lên, sau đó một tên ma pháp sư mặc áo choàng đen lập tức xuất hiện trên chiến trường, hắn đang cầm một cây quyền trượng có tạo hình rất kỳ lạ aren hỏi ngươi là ai thì hắn không đáp mà vung lên quyền trượng phóng ra ma pháp pháo xét tấn công cậu nhưng bị cậu tránh được sau đó hắn nói ra cái tên công chúa kania khiến aren nghi ngờ chị gái chính là mục tiêu của cuộc tấn công lần này đối phương tiếp tục sử dụng quyền trượng của mình nó bắt đầu phát ra một thứ năng lượng kỳ quái khiến tất cả những binh lính đã chết đột nhiên sống dậy thậm chí đến cả xác rồng cũng bị ảnh hưởng tên ma pháp sư kia lập tức hét lớn hãy giết nhị công chúa và dạy cho đám hoàng thất kiêu ngạo biết sức mạnh của bóng tối Thấy đối phương dám nhắm vào chị mình Aren liền cho hắn vài viên đạn đang xuất luôn tại chỗ nhanh đến mức Kania không kịp nhìn thấy gì. Cô hỏi chuyện gì vừa xảy ra vậy thì Aren nói có lẽ do là tác dụng phụ của việc sử dụng sức mạnh quá sức nên hắn ta chết rồi chăng? Mặc dù tên ma pháp sư đã đi bán muối nhưng lời nguyền của hắn vẫn sẽ có hiệu lực trong một khoảng thời gian ngắn. Aren quyết định phóng ngựa đưa chị gái rút lui trước còn đội kỵ sĩ thì yểm hộ hậu phương. Đến buổi tối hai người mới dừng ngựa để nghỉ ngơi. Nhìn thấy nhiều người bỏ mạng vì mình Kania rất hối hận, nếu như cô không đòi đi tập luyện thì chuyện này đã không xảy ra aren ở bên cạnh lập tức an ủi đây chỉ là tai nạn thôi không phải do lỗi của chị đâu cơ mà nghĩ lại thì cậu thấy mình hơi trưởng thành quá so với một đứa trẻ vừa mới bị truy sát nên phải giả vờ diễn tí cho nó giống a a bổn hoàng tử thật là sợ quá đi mà cani liền nắm lấy tay aren và nói cảm ơn nếu hôm nay không có em ở bên cạnh thì chị khó mà an toàn quay trở về aren nhận ra chị gái đang cảm thấy có với những người hộ tống đã hy sinh mặc dù hoàng thất luôn phải đối mặt với nguy cơ bị ám sát nhưng đây là lần đầu Cania trải qua việc này. Bây giờ phải tập trung vào việc quay trở về an toàn cái đã, an toàn mới là trên hết. Lúc này hai người đột nhiên nhìn thấy một con rồng bay và một con điểu sư đang đánh nhau ở trên không trung. Thì ra trên vách đá có một cái tổ có vẻ con rồng bay kia đang nhằm vào con non của điểu sư. Mặc dù chim mẹ đã cố hết sức bảo vệ đứa con của mình nhưng cuối cùng nó vẫn không phải là đối thủ của con rồng bay. May mắn là sau khi chim mẹ chết thì con rồng kia đã bỏ đi. Aren quay sang thì không thấy bà chị của mình đâu cả. Thì ra cô ấy thấy chim mẹ đã chết vì bảo vệ con mình đến hơi thở cuối cùng nên muốn chăm sóc chim non, nó còn quá nhỏ không thể tự sinh tồn trong tự nhiên. Nếu như một con điều sư non chưa mở mắt bị bỏ mặc lại nơi này thì khả năng cao là nó sẽ trở thành mồi cho dã thú. Thực ra tuy có vẻ tàn nhẫn nhưng Aren không muốn thay đổi quy luật của tự nhiên, cơ mà cậu cũng không nỡ từ chối chị gái. Lúc này đội hộ vệ đã tìm thấy hai người, may mắn là không có ai phải thiệt mạng sau khi lời nguyền của tên ma pháp sư biến mất khi nhìn thấy trên tay công chúa đang bế một con điểu sư non thì tất cả mọi người rất ngạc nhiên cái này không thể trách bổn hoàng tử khuyên bảo đủ thứ rồi mà tại bà không nghe đó thôi một tuần sau mọi thứ đã quay trở về bình thường gia đình aren đã kết nạp thêm một thành viên mới là con điểu sư tên fry này đây fry rất dễ thương và quấn chủ không hiểu sao nó chỉ thích đi theo mỗi mình aren trước đó cậu đã rạch một đường trên ngực điểu sư mẹ rồi lấy đi viên đá pháp thuật thứ này đã giúp cậu thuần phục con điểu sư non mỗi khi rảnh rỗi cani đều đến thăm em trai và chơi đùa với fry thế lực bóng tối người đã tấn công công chúa hiện đang bị truy lùng khắp vương quốc quốc vương còn treo thưởng cho những ai có thể cung cấp được thông tin hữu ích xem ra là bấy lâu nay bổn hoàng tử đã quá mải mê kiếm tiền hổ không gầm chúng nó lại tưởng mình là hello kitty điều khiến aren tức giận là những kẻ đó lại dám tấn công chị gái của mình ngay cả khi kania chỉ là một công chúa không có địa vị cao trong hoàng thất nếu đã là người thân của bổn hoàng tử thì ít nhất cũng phải khiến chị ấy được gọi là bậc thầy kiếm đạo mục tiêu tiếp theo của aren chính là khiến chị gái trở thành một cao thủ trước 20 tuổi suốt thời gian qua aren đã bí mật truyền một ít mana của mình sang cho kanya để cô có thể sử dụng một loại sức mạnh gọi là aura điều quan trọng nhất khi sử dụng aura chính là bộ não từ đó mỗi khi kanya tới thăm fry cô đều sẽ tập kiếm đạo và luyện aura với aren như mong đợi cô ấy đã thành thạo sử dụng aura với tốc độ nhanh không tưởng tuy nhiên có một tác dụng phụ không thể lường trước được vì fry hay tiếp xúc với nguồn sức mạnh khổng lồ vậy nên tác dụng phụ của việc huấn luyện aura đó là khiến nó tạm thời to lớn như này giờ thì nó còn to hơn cả chủ nhân như bổn hoàng tử buồn thiệt chớ hai chị em đang nói chuyện với nhau thì các hầu gái chợt thông báo quốc vương giá lâm thời gian này aren nghe nói ông ấy đang bận xử lý chuyện tu sửa ở phía bắc ông ấy lại tới đây chắc hẳn là có chuyện gì đó thì ra quốc vương biết chuyện con trai chăm chỉ luyện kiếm nên ông đã sai quân lính mang tới một món quà để tặng cho cậu đó là một thanh kiếm có một không hai được chế tác đặc biệt dành riêng cho aren cậu cầm lên xem quả nhiên là một thanh kiếm tốt Thế nhưng đời này Aren đã quyết tâm phải làm một nhàn tản hoàng tử ăn no chờ chết nên không thể bại lộ thực lực được. Thế là Aren lại bắt đầu diễn trò, a à, a à, thanh kiếm này thật là nặng quá đi. Trong lòng cậu thầm nghĩ mình của hiện tại đã quá xuất sắc ở nhiều mặt rồi, nếu mình còn thành thạo kiếm thuật nữa thì sẽ rất phiền phức vì sẽ dễ vướng vào cuộc chiến tranh đoạt vương vị. Là hoàng tử không cần làm mà vẫn có ăn không thơm sao. Aren nói với quốc vương cảm ơn người đã ban cho con món quà vô giá nhưng con chỉ mới tập tành kiếm thuật, vậy nên con nghĩ thanh kiếm này phù hợp với chị Kania hơn. Lúc này Kanya đang tiến bộ với tốc độ vượt bậc lại còn thành thạo sử dụng aura. Hiện tại cô đã đủ để được coi là một trong những người xuất sắc ở vương quốc rồi. Cứ với tốc độ này, việc Kanya trở thành chuyên gia aura chỉ còn là vấn đề thời gian, thứ chỉ có 30 người trong vương quốc này làm được. Quốc vương nói như thế cũng được nhưng ông có một điều kiện, đó là Kanya phải chứng minh là mình xứng đáng với thanh kiếm ấy. Hãy cầm kiếm lên và cho ta xem con đã tiến bộ tới mức nào đi Kanya. Nhìn chị gái lo lắng Aren liền động viên hãy nắm lấy cơ hội và thể hiện cho phụ vương thấy bà chị hãy đánh bại ông già đi bổn hoàng tử vẫn chưa quên mối thù mấy năm trước ông không quan tâm tới mẹ con tôi đâu nhé quả nhiên sau khi được em trai cổ vũ thì kanya đã cảm thấy tự tin hơn hẳn sau đó kanya bình tĩnh đối mặt với quốc vương tư thế chuẩn bị của cô khác hẳn với các hiệp sĩ khác khiến ông có chút ngạc nhiên lúc này kanya bắt đầu xuất chiêu sức mạnh bẩm sinh của cô kết hợp cùng lượng mana khổng lồ đã đạt tới tốc độ khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường tuy nhiên đối mặt với thế công dũng mãnh của con gái quốc vương chỉ mỉm cười và đỡ được chiêu kiếm một cách đơn giản sau đó quốc vương khen ngợi Cania vậy ra con đã tiến bộ đến mức này, đòn tấn công mạnh tay nó. Kể cả TERUONNG đoàn kỵ sĩ cũng không tỏa ra được nhiều aura như thế này khi giao chiến với ta, con giỏi lắm Cania. Thế rồi quốc vương hỏi Aren có phải cậu chính là người đã dạy kiếm thuật cho Cania. Aren nói rằng cậu chỉ dạy lý thuyết mà thôi. Theo như con quan sát thì kiếm thuật hiện tại không phù hợp với chị ấy, chị ấy có vẻ có tài năng sử dụng aura, vậy nên con chỉ đưa cho chị ấy một số lời khuyên mà thôi. Quốc vương lại hỏi con vẫn có thể dạy phương pháp đó cho những người khác đúng không? Aren lập tức sụ mặt, hóa ra đây mới là mục đích thực sự của ông già khi tới đây. Rèn luyện một loạt các hiệp sĩ thuộc cấp chuyên gia Aura, bằng cách truyền thụ phương pháp cho các hiệp sĩ, chắc hẳn ông già đang muốn tạo ra đội quân vô song mà không một đất nước nào có thể bắt kịp. Aren nói điều này không thể được nếu như quốc vương mong chờ kết quả giống như Cania. Con cho rằng do chị Cania từ bé đã có tiềm năng với cả bọn con hay đi chơi với nhau từ thời nhỏ nên con đã có nhiều thời gian quan sát từng chuyển động của chị ấy thì mới đạt được sự tiến bộ như ngày hôm nay. Điều này không khỏi khiến quốc vương có chút thất vọng. Thật lòng mà nói thì Aren vẫn có thể tìm ra phương pháp luyện tập phù hợp với từng người. Hướng dẫn họ bằng vài lần quan sát, nhưng như thế là quá nhiều việc phải làm. Quan trọng hơn bổn hoàng tử không bị điên mà cả ngày đi quan sát mấy cái cơ bắp đẫm mồ hôi đó nhìn ghê thấy bà. Cơ mà vì không muốn ông già thất vọng nên Aren đã nói rằng mình vẫn có thể hướng dẫn cho thành viên trong hoàng thất. Theo cậu thì những quý tộc khác chính là mầm mống hiểm họa với ngai vàng, nếu tiết lộ phương pháp bí mật sẽ gây ra khá nhiều rắc rối. Nghĩ gì tự nhiên lại đi giúp kẻ thù tiềm tàng trong tương lai của mình mạnh lên cơ chứ, bổn hoàng tử thật sự quá thông minh. Sau đó quốc vương đã hứa với Aren chỉ truyền phương pháp bí mật của cậu cho dòng dõi hoàng gia. Khi nghĩ tới cảnh phương pháp luyện tập của mình được truyền từ đời này sang đời khác trong hoàng thất như báu vật quốc gia, Aren cười không khép miệng lại được. Nhờ vào phương pháp của Aren mà vài tháng sau thực lực của quốc vương đã tiến bộ không nhỏ. Nghĩ tới Aren là thiên tài nhưng lại không thể tu luyện chỉ vì cơ thể yếu ớt, ông quyết định phải làm gì đó cho con trai của mình. Ngày hôm sau quốc vương đã công khai chiêu mộ kỵ sĩ riêng cho Aren. Có rất nhiều người nộp CV trong số đó quốc vương đã đích thân chọn lọc ra những cá nhân xuất sắc nhất, đa số đều đến từ những gia đình quý tộc. Aren cảm khái vài năm trước bọn họ còn trả thèm nhìn mình lấy một cái nhưng khi danh tiếng của mình tăng lên thì đám người này lập tức quay xe. Nếu như bên cạnh có mấy nữ kỵ sĩ xinh đẹp đúng là không tệ, còn nam kỵ sĩ biến dùng cho bổn hoàng tử. Rất nhanh buổi phỏng vấn đã bắt đầu, cơ mà nó không giống với tưởng tượng của Aren cho lắm. Các nữ kỵ sĩ ứng tuyển đều vô cùng cao lớn và đô con, trên người lúc nào cũng tỏa ra khí chất quân nhân vô cùng áp lực. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, làm gì có người con gái nào xinh đẹp mảnh mai lại tương xứng với thực lực mạnh mẽ đâu chứ. Họ phải luyện tập rèn luyện không ngừng mới có thể trở thành kỵ sĩ mấy lão tác giả kiếp trước toàn cú lửa anh em. Trong số những người ứng tuyển Aren đã chú ý tới một vài cá nhân đặc biệt, có người còn đô con hơn cả đàn ông nếu làm kỵ sĩ chắc chắn sẽ rất an toàn, đứa nào dám bật trả bị vã như con chứa đùa có người thì thần thái sang trọng trông như một quý tộc aren nói tất cả mọi người hãy ra ngoài chờ đến lượt vì cậu muốn phỏng vấn từng người một sau đó cậu đã kích hoạt giác quan thứ sáu nó sẽ giúp kích thích trí não và cải thiện tư duy chỉ có những ai tập luyện trong một thời gian dài như đội cận vệ hoàng gia mới có thể đạt được năng lực này nhưng với aren thì dễ như ăn bánh thôi vì cậu đã trải qua rất nhiều kiếp rồi lý do mà cậu đặt rất nhiều tâm huyết vào chuyện này là bởi trong cái tình huống này sẽ xuất hiện nhiều người với ý đồ đen tối những người như vậy sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe. Năng lực giác quan thứ sáu đúng như cái tên của nó, đó là con mắt có thể nhìn thấu suy nghĩ sâu kín nhất của người khác. Aren không thể đọc được suy nghĩ của mỗi người nhưng cậu có thể nhận biết màu sắc tâm hồn và cảm xúc của họ. Rất nhanh một cô gái đã khiến cậu chú ý đó là nữ kỵ sĩ tóc vàng lúc trước, làm thế nào lại có người thuần khiết tới như vậy chứ? Cô gái này tên là Asa, dù là một ứng cử viên xuất sắc nhưng Asa lại có gia thế khiêm tốn nhất. Từ nãy tới giờ chỉ có mỗi em gái xinh đẹp này là hợp gu của bổn hoàng tử thôi trong lúc cậu đang phân vân không biết có nên chọn thêm nữ kỵ sĩ cơ lực ban nãy không thì một em gái đột nhiên tiến vào phòng phỏng vấn để tự giới thiệu về bản thân cô ấy là sena ứng cử viên cuối cùng theo aren đánh giá thì sena cũng là một người thiện lương thuần khiết tính cách có vẻ hiếu động và hướng tùng lung nhưng không biết khả năng thực chiến và kinh nghiệm thì như thế nào đọc hồ sơ của sena cậu phát hiện cô ấy không chỉ được gửi tới vùng biên giới mà cả những lãnh thổ xa xôi có vẻ sena đều tuân theo mọi lệnh triệu tập trong vương quốc cô cũng tiết lộ vì hoàn cảnh của mình rất đặc biệt nên thích đi đây đi đó cuối cùng aren tuyên bố cuộc phỏng vấn kết thúc tại đây asa và sena chính là hai ứng cử viên được chọn từ đó lâu đài đã có thêm hai thành viên mới gia nhập bình thường sena rất hoạt bát nhưng mỗi khi làm nhiệm vụ thì cô lại cực kỳ nghiêm túc aren vẫn chưa hiểu rõ được năng lực của mỗi người nên cậu muốn cả hai trực tiếp thể hiện ở đây aren muốn hai vệ sĩ của mình trở nên mạnh hơn để làm được điều đó thì bước đầu tiên là phải đánh giá kỹ năng của bọn họ một cuộc đọ kiếm giữa hai người cùng trình độ sẽ giúp họ thể hiện hết năng lực của mình mà không nương tay Vậy là Aren bắt đầu kỹ năng diễn xuất như ảnh đế, trong hai người các ngươi ai mới là kẻ mạnh hơn ta thật sự là tò mò quá đi. Sau khi bị Aren kích đều thì Sena và Asa bắt đầu nhìn nhau với một ánh mắt tràn đầy chiến ý, còn kẻ châm ngòi mâu thuẫn hoàng tử của chúng ta thì đã ngồi sẵn ở một bên để hóng. Sau một hồi khẩu chiến bằng võ mùng không má nào chịu thua má nào thì cả hai bắt đầu lao vào trao đổi chiêu thức, Aren lập tức bị khí thế của hai người thổi bay. Asa là người cầm phóng lợn mở combat, tuy nhiên sena có thể đọc vị được đòn tấn công của đối thủ bằng mắt nên cô đã dễ dàng phá chiêu năng lực này khá giống với động vật hoang dã sau đó sena bắt đầu áp sát để phản công nhưng asa đã kịp thời tung một cú đá kéo giãn khoảng cách giữa hai người khi thế của cả hai điên cuồng dâng cao không ngừng đối chọi trong không khí cảm thấy đã đủ rồi nên aren lập tức bảo bọn họ dừng tay thông qua trận chiến aren đã hiểu được kỹ năng của hai người sau đó cậu chỉ ra những điểm yếu mà hai người cần phải cải thiện Ví dụ như Asa rất dễ bình tĩnh vì chỉ tập trung vào tốc độ còn Sena thì có phần rụt rè vì chỉ quen cận chiến. Được đích thân hoàng tử thiên tài của vương quốc chỉ điểm hai nhỏ gật đầu cảm ơn rồi rít. Tiếp theo kế hoạch rèn luyện đặc biệt dành cho kỵ sĩ riêng của Aren sẽ chính thức bắt đầu. Hôm nay cậu chỉ giảng lý thuyết để áp dụng vào thực tiễn, trên tay cậu là cuốn sách cẩm nang giúp bất kỳ ai cũng có thể trở thành kỵ sĩ. Nếu buổi học thành công thì Aren sẽ đưa cuốn sách này ra thị trường. Hai nhỏ cầm sách một hồi mà chẳng hiểu cái gì hết, Asa hỏi vì sao chúng thần lại phải luân chuyển mana ra khắp cơ thể để củng cố aura. Aren liền giải đáp lượng mana được dự trữ ở mỗi người vốn dĩ khác nhau. Khi dòng lưu chuyển không được lưu thông đúng cách, nếu hai người cố ép nó thì sẽ rơi vào tình trạng lệch hướng. Vậy nên bây giờ hai người cần học cách tiếp nhận và dự trữ mana trong đời sống hàng ngày và biết cách lưu chuyển nó sao cho hiệu quả. Aren bắt đầu với Sena trước, cô ấy chỉ có thể vận dụng aura ở một vị trí. Nếu như Sena sử dụng aura ở nhiều vị trí cùng một lúc sẽ dẫn đến tình trạng kiệt sức. Aren liền đặt tay mình vào lòng bàn tay của Sena và dạy cô một mẹo nhỏ, cảm nhận được thân nhiệt hay xúc giác thì sẽ dễ tập trung hơn quả nhiên cách này đã có hiệu quả. Cơ mà nhỏ này thấy tay của Aren ra thịt mịn màng thì cứ sờ mó không ngừng liêm sỉ tí đi chị ơi. Tiếp theo đến lượt Asa, điểm yếu của cô là rất dễ trở nên mất bình tĩnh khi bị đối thủ áp sát nên cậu đã rèn luyện cho Asa tính kiên nhẫn. Khi dùng phóng lợn điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh vậy nên không thể vội vàng được. Asa phải cõng Aren đến khi cảm nhận sức nặng trên lưng biến mất. Ở một nơi khác sau khi phát hiện quốc vương ngày càng tỏ ra ưa thích Aren, hoàng hậu cảm thấy địa vị của con trai bà ta đang bị uy hiếp nên quyết định ra tay với cậu không để cậu đẻ trứng. Bên này ở dưới sự hướng dẫn của Aren thì thực lực của Asa đã có những tiến bộ to lớn. Cô xuất thân trong một gia đình quý tộc xa sút Bọn họ không dư giả về tài chính nên phải chuyển về sinh sống tại một vùng quê nhỏ. Nạn đói kém do bọn quái vật gây ra là nguyên nhân khiến gia tộc sụp đổ. Cha của Asa đã thiệt mạng khi nhà của cô bị quái vật tấn công, Trước khi chết, ông ấy đã giao phó vận mệnh của gia tộc lại cho cô. Sau đó Asa đã tình nguyện gia nhập vào kỵ sĩ đoàn để kiếm sống. Nhờ có tài năng trong võ thuật, cô ấy đã nhanh chóng thức tỉnh được aura của mình và được cử tới thủ phủ hoàng gia. Quân đoàn kỵ sĩ thứ 15 của vương quốc là nơi của những tên rác rưởi kém cỏi, và kẻ rác rưởi nhất trong số đó là tên chỉ huy vừa lười biếng vừa vô dụng. Hắn ta có được vị trí này là nhờ những mối quan hệ. Cứ nghĩ đến lão sếp ghê tởm của mình là Asa chỉ muốn cho lão một mũi phóng lợn. Còn về Sena, gia đình của cô ấy đã nhiều đời làm lính đánh thuê. Cô ấy lớn lên ở một bộ tộc lính đánh thuê, nơi không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ quốc gia nào vì họ thường di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Bố của Sena là một người chính trực, chỉ vì xung đột với một quý tộc tham nhũng nên đã bị hắn lợi dụng quyền lực trong tay để sát hại. Tính của Sena rất giống bố, cô vô cùng căm ghét cái ác và sự bất công. Kể cả cấp trên và đồng nghiệp dám làm điều sai trái cũng bị cô đấm méo cả ảnh đại diện, vì thế nên cô thường xuyên phải chuyển công tác. Sắp tới Aren sẽ tròn 14 tuổi. Đối với thời cổ đại mà nói thì 14 tuổi đã được xem như trưởng thành. Dạo gần đây trong vương quốc đang xuất hiện những tin đồn cho rằng Aren sẽ được kế vị ngai vàng chứ không phải thái tử. Điều này đã khiến cho dư luận và công chúng lung lay. Rất nhiều quý tộc đã xin quốc vương hãy ban đất phong cho Aren ra ngoài tự lập để ổn định tình hình chính trị trong nước. Nhưng mục đích thực sự của bọn chúng chính là muốn đẩy Aren cách xa khỏi ngai vàng và trung tâm quyền lực tại vương đô. Nếu như giới quý tộc trong nước liên hợp lại thì ngay cả hoàng đế cũng không làm được gì. Ông không đồng ý cũng không từ chối mà chỉ nói mình cần suy nghĩ thêm. Thế nhưng đám quý tộc đâu biết rằng đó mới chính là điều Aren mong muốn. Ai thèm quan tâm ngay vàng cơ chứ. Sở hữu lãnh thổ riêng còn tốt hơn gấp trăm lần việc phải tiếp xúc với những kẻ giả tạo đó. Rất nhanh quyết định đã được ban bố. Sau khi trưởng thành hoàng tử Aren sẽ phải đi đến đất phong của mình. Đó là vùng đất Phahilia ở phía bắc quanh năm được bao phủ bởi tuyết. Nếu không may lạc vào nơi này bạn sẽ bị đóng băng tới chết. Sena đã từng huấn luyện ở đó trong thời gian một năm nơi đó không hẳn là nguy hiểm vì chẳng có bao nhiêu quái vật nhưng khí hậu cực kỳ khắc nghiệt thời tiết mùa đông lạnh thấu ra thấu thịt aren lo lắng cho mẫu thân và kaina nên trước khi đi cậu đã triệu tập tâm phúc của mình để chế tạo công cụ liên lạc từ xa bước hai trong kế hoạch sống tự lập của aren cậu và asa đã tới một khu chợ mua bán nô lệ nghe tin hoàng tử kiến giá chủ nhân của chợ nô lệ tên là ian đã đích thân đi ra tiếp đón sau khi chào hỏi xã giao vài câu thì ian trực tiếp hỏi điện hạ đang muốn tìm kiếm loại nô lệ như thế nào Aren liền nói mình cần mua ít nhất 150 người khiến ông ta hơi hoảng. Yêu cầu của cậu là những nô lệ phải quen nhau hoặc là người trong một gia đình còn tiền thì cậu không thiếu. Aren dự định sẽ khiến họ trở thành cư dân của vùng đất sắp tới, phải có người hầu kẻ hạ thì bổn hoàng tử mới có thể sống an nhàn được chứ. Các ngươi cứ đợi đó mà xem, ta chắc chắn sẽ khiến Phahilia trở thành vùng đất tuyệt vời nhất vương quốc. Phần 1 đến đây là hết rồi, anh em thấy video hay thì ấn like ủng hộ mình nhé. Cảm ơn và tạm biệt mọi người.